Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tiến Tùng BTS. Chắc có lẽ mình sẽ không cần nói quá nhiều về con xe hiện tại mình đang lái trong video ngày hôm nay, đúng không quý vị và các bạn? Chúng ta đã quá quen thuộc rồi đối với những thế hệ 9X, 8X, 7X, đã không còn quá xa lạ với con xe này. Còn những anh em mà 10X hoặc 2X sau này hoặc là thì chắc có lẽ thì những cái đời xe sau này là sẽ còn quá nhiều. Vâng, một thế hệ phải gọi là phải nói là mê dữ độ với cái dòng này em ạ. Nó vẫn được mệnh danh trong dòng gọi là huyền thoại vận tải hạng nặng của Việt Nam trong những thập niên đầu những năm 2000. Đấy, và thập niên 2000. Đây là dòng mà International, hay chúng ta hay Việt Nam mình có câu cửa miệng hay gọi là Inter. Đấy, đây là đầu Inter 9008 anh em nhé. Những đầu Inter 9008 này thì hiện tại thì những cái thế hệ model sau này đời mới thì Việt Nam mình không nhập. Chẳng hạn bản cập nhật mới sau này của nó là 9800i thì Việt Nam mình không nhập anh em. 9800 khác và 9800i nó khác nhau ở mặt ga lăng và đời xe anh em nhé. Còn về format thiết kế thì cabin thì nó cũng gần tương đồng với nhau, giống như kiểu dòng Mark IV, giống kiểu dòng Mark IV với dòng LT anh em. Đó, nó dùng chung format thiết kế về cabin nhưng mà nó khác đời một chút xíu, với lại là cái dòng 9800i thì nó sẽ mang chỉ số hiện đại hơn. Đó. Nhưng mà cũng phải nói đi nói lại rằng là cái dòng những dòng thiết kế dòng xe của Mỹ thường nó tuy rằng là cổ điển thật nhưng mà những trang thiết bị cũng như thiết kế của nó, cả nội thất ngoại thất thì không gọi là vẫn còn rất là đẹp và không phải gọi là quá cổ so với kiểu thời đại xe 2000, mẫu xe đời 2021 là đáng yêu quá. Đấy. Dòng này ở Việt Nam thì thường là rơi vào những đời 94, 92 tới 9, chắc đời cao nhất của nó về dòng này chắc là đời 98 là hết. Những con này ở Việt Nam giờ thì thường là xe hầu như là hết niên hạn là nhiều lắm em, còn niên hạn thì còn ít thôi, không nào đáng bao nhiêu cả. Ở Đà Nẵng này thì còn tương đối là nhiều nha, dòng 9800 tương đối là nhiều nhưng mà thường là xe chạy cảng thôi chứ không phải là xe chạy đường dài gì nữa. Bởi vì dòng này thì tuy là nó sướng thì nó sướng thật nhưng mà nó cũng có những nhược điểm nhất định mà những cái mẫu cabin dạng cabin kép hai cửa bốn cửa mình hay gọi đây là những dòng cabin kép bốn cửa anh em nhé. Này thường nó giống như kiểu những cabin của những con xe cứu hỏa. Nhược điểm thứ nhất của những dòng này đó là cabin của nó không thể nào nâng cao khoảng qua 60 độ, nó nâng rất là thấp. Tuy nó rộng, nó sướng, nó bề thế vậy thôi nhưng mà gặp trục trặc trên đường thì sửa nó thì gian nan vô cùng, bởi vì cabin của nó nâng ít lắm. Cho nên việc bảo dưỡng, sửa chữa hoặc là nó gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên bây giờ thường thì Việt Nam mình không còn nhập nữa, mà thay vào đấy nhập cái đầu của chó nhiều hơn. Còn những đầu vuông này thì hầu như là hết đời, cho hết mẹ luôn đi. Nhập về là cái đéo thì bởi vì sướng, như mình có nói nó sướng thì nó cũng sướng thật nhưng mà nó gặp rất nhiều vấn đề về trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc là thay thế linh kiện. Bởi vì mình gặp một con trước kia thì mình nhà mình ở quốc lộ 14, mình gặp con thì nó biển Gia Lai ấy, nó chạy thì hư heo dầu ấy. Nó lên một cái dốc tí khoảng 5 độ mà lên không được, nó kéo khoảng tầm 5-60 tấn thôi, nhẹ lắm, in tèm, đầu hai giường. Nó lên không được, cuối cùng nó phải lùi tấp vô lề và nó nâng nó sớt sớ cái cabin thôi, nó tí thôi. Lùi vô, mẹ khổ, phải sửa đấy anh em, để lấy con heo dầu ra đi căng heo béc lại, mẹ nó khổ. Bởi vì các bạn tưởng tượng là nó chỉ nâng được tí khoảng tầm 15 tới 20 độ thôi, không có nâng được nhiều, chui mệt lắm.
Anh em chắc có lẽ thì mình không cần nói quá nhiều về cái con map hôm nay mình sử dụng nhỉ. Đây là cái map Grand Utopia. Thôi mình đọc lại nhá. Utopia. Map này theo hình như nó xây gì, nó làm theo kiểu một cái map ở nước Pháp hay sao ấy. Đây là khu vực trên cùng, ở phía bắc trên cùng. Có đoạn này rất là nhiều đá đây. Tương đối là đẹp, đường xá thì kiểu là đi vô rừng, khu vực rừng núi vậy đấy. À rừng không phải, mà đi vô kiểu khu vực hoang vu khai thác, đường khó đi, chạy rất là phiêu. Mà cái con Intel hôm nay mình sử dụng là động cơ cát anh em nhé, cát vàng ấy, chứ không phải là cát, không phải là cát tập villa đâu. Mình chả hiểu sao cái con mod mình dùng đây nó có tới tận 6 hay 7 phiên bản động cơ khác nhau, gồm Detroit này, Cummins có hai loại. Cummins có hai loại này. Rồi cái loại động cơ gì, Max gì, E8 V8 gì đấy nữa. Rồi cát thì có hai loại, một loại cát trắng, một loại cát vàng. Cát trắng là Caterpillar. Cát vàng là chẳng biết đọc nó là cát gì, nhưng mà nó cũng thuộc dạng Caterpillar, nhưng mà nó lại vàng đấy. Cho nên hôm nay là cái tiếng động cơ nó giòn, đạp nó rất là sướng. Anh em nào mà chơi chân côn, chơi kiểu sốt sàng này, nện ga con này thì thôi rồi, nghe phế lỗ tai. Anh em nên chú ý là đeo tai phone vào nghe sướng lỗ tai. Mình bình luận đa lại đây thì mình phải nói khá là to, vì thực ra thì cái tiếng tông âm lượng, tiếng sụt âm lượng, tiếng máy của nó khá là to, nhưng mình phải nói to để át được tiếng máy. Thôi thôi chứ mình cũng không bình luận dài, không bình luận lâu mình được, để cho anh em chiêm ngưỡng nghe là tiếng máy của cát này nha. Rồi kéo khoảng 22 tấn đá granite anh em nhé, tại mỏ đá. Anh em thấy là con này xe hết đời rồi, bánh điếc của nó loang lổ, chóc sơn hết. Những con này thường đưa vô núi để dùng là đúng rồi, bởi vì nó còn đời hết đâu mà đi vô đây công an làm gì có. Thôi thì đi chỗ đá mà. Nên là mình đi cứu đá anh em nhé. Trong đây thường chạy một giường, đầu bằng, đầu thấp thôi. Giường chạy với hai đầu, không phải chạy đầu hai tầng giường đâu. Từ trước giờ mấy video mình chạy con Intel này thường mình chạy hai đầu hai giường nhé. Hôm nay mình sẽ chạy đầu một giường, thấp thôi. Anh em thấy là cái dòng đặc trưng của nó, cái dòng Intel này, đó là cái ống bô với cái ống xả nó đi kèm với nhau này, đi cùng với nhau này, đó đặc trưng của dòng Intel. Mình đôi khi cũng có một vài biến thể khác nhau về độ lại, nhưng mà nguyên gốc của Intel nhập Mỹ về là cái ống bô với ống xả đi cùng với nhau như này đây. Có loại ống xả đôi cũng có. Mình yêu thích cái dòng này đó là nhìn cabin của nó vuông vức, nó vuông, nó to bằng cái thùng container luôn, 2m mấy, 2m3, 2m4, thằng đứng như kiểu hình chữ nhật vậy, to, rộng. Ở bên cửa kính bên phụ anh em thấy là nó sẽ bên cửa bên phụ nó có một cái kính nhỏ này, gọi là giống như kiểu là một kính để mù vậy. Biết là có cái xe nào đang đi bên cạnh không, thì anh em thấy này, cái cửa của nó rất là cao, cái phần lên kính của nó rất là cao thẳng, cho nên là cái điểm mù nó rất là lớn, cộng với việc là cái không gian anh em nhìn đấy, cái cabin vuông và đứng cộng với cái không gian của nó rộng nên điểm mù nó cao.
mình thích kiểu gương này, gương cổ điển như này. Thực ra loại dòng này có hai kiểu gương khác nhau, một kiểu gương bo tròn, gương dạng cổ điển kính giờ như này đây. Mình thích kiểu cổ điển kính giờ như này hơn, nhìn nó đẹp, tinh tế. Tuy là đời xe này sản xuất đời những năm 1990 hoặc là trước đấy, nhưng mà thiết kế anh em thấy này, nó vẫn trường tồn theo thời gian, không có gì khác biệt so với những cái mẫu xe những đời 2020 hoặc 2021. Thiết kế khá là hiện đại, không gian khoang nội thất rất là khoang lái, rất là dài. Cần số sẽ được di chuyển lên trên thay vì ngồi sát với chỗ ghế lái, thì đây nó nằm ở đầu trên đi, cho nên chúng ta sẽ có một khoảng không gian rộng rãi, chỗ người dành cho người lái để đi ngang đi lại giữa hai ghế tài ghế phụ, rất là thông minh và khoa học. Thời lượng của video nó cũng tương đối là dài anh em ạ, khoảng tầm 40 phút đấy. Bởi vì mình tính cả phần mình đi nhận hàng như này ở khu xuất phát ở dưới chỗ sát bờ biển ấy, lên trên đây thì tầm video phải tầm 10 phút rồi, giờ đã đi ra đây 10 phút rồi, cho nên là cái khoảng đường mình di chuyển trên đường khoảng 30 phút nữa thì thành ra tổng thời lượng video là 40 phút anh em nhé, tương đối là dài. Cho nên là anh em thích coi đoạn nào cứ tua coi. À mà quên, nhớ là khi có cả quảng cáo anh em nhớ click giùm mình, cảm ơn anh em. Và nếu thấy hay đừng quên giúp mình nhấn like, share, subscribe, ủng hộ kênh mình. Và đừng quên là nó sẽ có một cái chuông, anh em hãy nhấn vào đó để mỗi lần mình ra video mới anh em sẽ là được người được rung chuông vàng thông báo video mới của mình được phát lên. Rồi chỗ này cái móc mình kéo nó có chiều dài cơ sở tương đối là lớn. Đây là chạy đầu bằng nha anh em nhé, đầu ngắn nhá, chứ chạy đầu cú chó cua mấy đoạn này vất lắm. Thì hôm nay mình mới đi chở đá trong đây mình mới chạy con này chứ. Mà cái móc nó tương đối là dài anh em. Chắc cái móc 45 quá. Chở có 2 cục đá nhìn trong 22 tấn thì trông nó lọt thỏm. Nên là phải dè lại để lấy lái lại. Bởi vì đoạn đường này nó khá là hẹp. Với thứ hai nữa là bản V 1.43 mình đang dùng đây thì nó có nhiều cái bức tường vô hình, như chẳng hạn chỗ này đây mình đang lấy lái thêm mà đâm tầng trước nó có như kiểu có bức tường vô hình thì mình không thể nào qua được, phải dập đi dập lại mới nhịp. Đấy anh em thấy không, mình phải dập đi dập lại mới nhịp đây. Đây có một bức tường đá nữa này, qua bức tường đá nữa lại dè thêm một nhịp. Con này nguyên gốc của nó là ATS anh em nhé, cho nên khi mod sang ETS2 thì nó đôi khi nó cũng sẽ gây ra một số tình huống như là băng thêm do lỗi đép sun thôi, nó vẫn có sun chơi bình thường nhưng đôi lúc nó cũng sẽ vang anh em nhé. Đang xuống dốc cái đoạn này anh em.
Đó, anh em thấy sát một cái đá bên bên phụ luôn em, cái bánh mọt kìa. Cái này phải kể ra chở cung tải tầm 55 đến 60 tấn nhỉ, kéo đường nào đi phiêu anh em. Chỉ kéo 22 tấn thì nói chung thì hơi nhẹ xác, kéo cũng chưa được sướng cho lắm, có tầm 60 hoặc 70. Đạp con này đường này thì tôi đảm bảo anh em nghe phê lỗ tai luôn, động cơ nó giòn, cảm giác mà anh em mà cứ giống như kiểu anh em chơi chạy xe ô tô ấy, xe tải ấy, anh em nhịp chân ga ấy, nó nên là sướng lắm, đạp rẻ thế đó, rẻ kích thích lỗ tai liền. Nhìn nó rất là nhạy nha, giống như kiểu mình, anh em đang tạt xe một con xe đời thật vậy, nhịp chân ga, nhịp theo đó. Đó, đi xuống dốc thì không nên đạp phanh nhiều anh em nhé, đi số thấp và đạp phanh. Sẽ có một vài tình huống mình bị đi đường này, đi đường đây nó nhiều dốc ấy, rà phanh nhiều đôi khi nó cũng gây ra hiện tượng bị nóng bố và hơi bó bố một tí anh em nhé. Nhưng mà nó không bốc khói. đây là game chứ không phải là đời thật. Sẽ hơi có một chút gọi là bó bố. Không có nước làm mát, không có nước làm mát thắng anh em nhé. Đây chẳng hạn như con dốc này mà đã có khoảng tầm 60 hoặc 70 tấn thì lên cái dốc này một số tới đảm bảo anh em đạp báo phê luôn. Con này lấy lái hơi rộng đi anh em nhé, thì dù sao thì xe chúng ta cũng là xe dài, lấy lái rộng. Thật ra thì mua một nhịp thì cũng hết thôi. Thôi thì mình lấy hai nhịp đi cho chắc ăn, không này bẻ, không này đâm vào cái cột biển báo kia lại để cái chân gió nữa. Anh em thấy không? Kim máy bao phê luôn. Anh em mà xem trên chẳng hạn như điện thoại thì để mắc volume lên là nghe tiếng máy nó bao phê. Ở trên máy tính thì mình không nói, là đeo tai phone được, nghe tiếng máy nó đã lắm. Rồi tới đoạn này thì nó cũng nhà nạ rồi, đường nó cũng không phải gọi là quá khó khăn. Mà thời lượng video thì nó cũng dài lắm các bạn, khoảng 40 phút. Và trong khi thì mình làm video theo thể thức là mình quay trước, mình chỉ bình luận sau. Mình chỉ bình luận ở mức tương đối thôi chứ không gọi là ngồi nói suốt hết một video được. Nên anh em mà xem mà thấy hay đừng quên để lại nút like, share và subscribe nhé. Có lẽ thì phần bình luận của mình thì cũng sẽ xin được phép tạm dừng tại một thời điểm nào đó. Đây là map Grand Utopia. Còn mod xe Intec 9008 này thì bên ATS, anh em có thể sang bên ATS mod về, lại về mod. Còn nếu mà anh em muốn cập nhật link từ phần mô tả của video này thì có lẽ thì mình sẽ add link trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Bởi vì khi mình đăng video lên thì mình cũng phải mất một thời gian, bởi vì mình cũng bận đi làm ấy, không thể nào add ngay lập tức được. Giờ này mình buổi sáng mình chuẩn bị đi làm, mình edit, mình đăng video lên, xong bắt đầu tầm trưa rồi đấy, khi mà trong quá trình mà YouTube họ
lưu giữ video của mình dưới định dạng chuẩn, video chuẩn nét cho anh em xem ấy, thì cái đấy thì mình sẽ công khai và mình cũng chưa chỉnh sửa được cái phần mô tả ấy. Đó. Cho nên là cái phần mô tả của mình, các cái đường link tải về con này cũng như map lên hơi muộn. Đấy, anh em thấy không? Lên trên P1.42 thì sẽ có một vài cái chỗ gọi là nó có 43 chứ. Tường của hình cái này chẳng hạn. Cái này trước kia nó không có một cái kho hàng đây đâu anh em nhé. Như đây là một cái vực. Mình chơi map này đoạn này mình chạy nhiều lắm, mình biết. Thường thường mình hay chạy ra thôi, chưa có video nào chạy vô. Chắc hôm sau sẽ làm một video chạy vô. Vì ra ngoài thì xuống dốc nhiều hơn là lên dốc. Từ ngoài kia vô trong thì lên dốc nhiều. Đường này mà đi container thì thôi rồi, chả khác nào ra đi giao hàng hoa quả trên vùng Điện Biên, à quên, vùng cửa khẩu Tây Bắc. Chui vô hang hốc hoặc là đi vô những đường gọi là vô bãi cho nhỏ à. Đấy, chẳng hạn như kéo khoảng tầm 7-80 tấn ấy, làm gì có chuyện mà để mà về số được chừng dốc như này đúng không ạ? À? À, lên thì lên dốc ngay từ chân dốc này, lên đứng chừng này mất hố nó đà lên lấy đâu ra mà nó lên được, đứng chừng dốc luôn đấy chứ. Nguyên tắc chạy bất cứ xe nào cũng vậy, nặng ấy, hàng nặng cũng vậy, kể cả từ máy cày. Nếu mà nó xác định là cái dốc đấy với tải trọng hàng hóa của mình, với mình đi số đó mà lên đứng chừng dốc hoặc là đuối máy thì về số ngay từ chân dốc, bắt đầu đi một số một và một ga một đóng ga lên đấy. Bởi vì mình chạy máy cày anh em, trước khi mình chạy máy cày mình hay đi nông sản với hay có một vài con dốc đấy, nên là mình phải đóng số và đóng ga ngay từ bắt đầu. Còn đây là 22 tấn thì cho mấy con gọi là huyền thoại này quá nhẹ nhàng về số lưu trình dốc, chứ đi hàng nặng này mà lên chở hàng nặng mà lên dốc mà đi kiểu này thì một ngày vỡ mồm. Đấy, chẳng hạn như pha này mà giật mà chuyển số lưu trình dốc thì cũng có ngày ăn chuối xanh cũng có ngày xe bạn ăn chuối xanh chứ không phải bạn ăn chuối xanh đâu. Đấy, chẳng hạn pha vừa rồi có tiếng rẹt rẹt đấy, vô số sống đấy. Thường thường thì trên những dòng xe Mỹ thì thường thường họ chạy vô số sống nhiều hơn là chạy vô số chết, bởi vì số ở trên ô tô thường thường mà nó chạy đồng tốc. Còn mình trước kia mình chạy máy cày thì một số máy cày làm quần què thì có cái đồng tốc anh em, làm quần què thì có đồng tốc anh em, mà vô số sống thì có ngày thì chỉ có mẻ nhông, một là mẻ nhông, hai là cái cốt. Thì số trên máy cày này nó không có đồng tốc cho nên là phải đặt côn. Chẳng hạn như mà vô số sống thì cũng có, nhưng mà tùy theo từng trường hợp. Chẳng hạn như mình đi từ số chẳng hạn từ 2 lên 3 mà mình giữ nguyên nhịp ga, đầu vô số sống được cũng có, nên phải lựa chạy gọi là chạy xiềng thì mới vô số sống từ đấy được. Kiểu đi vô đường, vô rừng, vô những cái mỏ đá thì thường nó nằm xa dân cư hoặc là nằm trong khu rừng. À đây anh em thấy đây, nó có rừng này, có đường này, có cả cái vách đá này. Đúng là hợp đi chở đá granite. Rồi, có lẽ thì phần luận của mình thì cũng xin được phép kết thúc đây các bạn nhé, bởi vì thời lượng của video nó cũng đối là dài.
40 phút mà. Cho nên là nếu anh em hai xem mà cảm thấy hay, quên giúp mình nhấn like, share, subscribe và share video cho mình nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Đừng quên giúp mình nhấn like, share và subscribe của kênh. Còn bây giờ, xin chào và xin mời các bạn hãy cùng theo dõi tiếp video với những cái gọi là pha đạp ga đi vào lịch sử. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.